Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp bé Tư Wendy Adam nha. Sao vậy anh trai? Có chuyện gì vậy anh trai? Lâu rồi em không gặp anh trai đó nha. Tự nhiên nay em thấy anh trai đẹp trai ghê luôn á. Anh trai ơi, anh trai đi đâu mà vội mà vàng vậy anh trai? Anh trai có muốn đua xe với bé Tư không? Anh trai ơi, anh trai có muốn đua xe với bé Tư không nè? Rồi thì ngày hôm nay bé Tư của chúng ta sẽ giúp bác nông dân đi tìm 4 con bò nha các bạn. Để mình đi vào đây mình mua đồ đã các bạn ơi. Lúc nãy mình có chạy ngang qua đây mà tự dưng mình quên mua đồ rồi. Để mình xuống đây mình cho các bạn xem cái outfit của mình nha. Khá là giống luôn các bạn. Đó, từ cái áo nè các bạn, cái quần nè, đôi giày nè, trông khá là giống nha. Ngay cả kiểu tóc cũng như vậy luôn các bạn. Nhưng mà có điều á, cái màu tóc đó khác. Lúc nãy á, rõ ràng là mình nhớ mình chỉnh là cái màu tóc là màu đen. Nhưng mà mình không biết lý do vì sao nữa các bạn. Mà mình vào lại á, các bạn nhìn nè, cái màu tóc của mình á, bây giờ á, nó đổi màu liên tục luôn. Bé Tư của chúng ta bây giờ giống y che như là tắc kè hoa luôn các bạn. Đổi màu liên tục luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây, mình mua đồ nha. Mình còn thiếu đồ nhiều lắm các bạn. Hello, xin chào ông chú nha. Ui các bạn ơi, tóc đen này các bạn. Đó, tóc đen nè. Nhìn đẹp ghê chứ các bạn. Tóc đen á, thì nhìn khá là giống nha. Mà nó cứ đổi màu liên tục à, khó chịu ghê luôn. Rồi, mình đã đủ đồ rồi các bạn ơi. Để mình xem thử là mình có thiếu cái đèn pin hay là không nha. À, hình như là mình thiếu cái đèn pin rồi các bạn. Rồi, bây giờ để mình xem thử là mình có cái đèn pin hay là không nha. Nó nằm ở phía bên đây nè các bạn ơi. Nếu như mà không có đèn pin nữa thì mình không biết phải làm sao luôn á. Ờ, dòng nào ta? Tự dưng mình quên ngang rồi các bạn. À, hình như nó ở dưới này các bạn ơi. Rồi, đèn pin. Flash này. Đây là các bạn ơi. Mình đi tìm bò cho ông bác nông dân là mình phải có đèn pin nha. Mình phải đi tìm như vậy nè các bạn. Cái đèn pin của mình ban ngày á, thì mình rọi như vậy các bạn sẽ không thấy đâu. Được rồi, lên xe và tiếp tục đi tìm bò cho bác nông dân nè các bạn. Nào, Wendy Adam. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Đội mũ bảo hiểm lên. Cái nón bảo hiểm màu hồng như vậy nè các bạn thì trông nó khá là đẹp nha. Còn hồi nãy cái nón kia đó thì mình thấy nó không có đẹp các bạn. Ui, anh trai này cứ chạy theo mình liên tục luôn các bạn. Mà mình hỏi là có muốn đua xe với bé Tư hay là không thì ảnh không chịu đua xe, mà ảnh cứ đuổi theo mình liên tục à. Đây là các bạn ơi, mình thích nhất là cái đoạn này nha. Các bạn có biết là mình đang chuẩn bị mình làm gì không? Mình sẽ đứng đây cho các bạn đoán nha. Nếu như các bạn biết mình đang làm cái gì á, các bạn hãy nhớ comment ở dưới ha. Một trong những cái trò mà mình rất thích làm nữa các bạn. Ui, đằng kia có một anh trai đang câu cá trộm các bạn ơi. Không ổn rồi. Hiện tại bây giờ đã hết mùa câu rồi các bạn, mà anh trai này vẫn còn câu cá trộm hả? Anh trai ơi, anh trai, ui các bạn. Các bạn nhìn kìa, mình chạy xe, mình bóp kèn mà anh nhảy lên anh hết hồn các bạn. Đúng là có tàn giật mình mà. Câu cá trộm là phải như vậy đó các bạn. Tưởng đâu mình là cảnh sát. Ui các bạn kìa nha, ảnh câu cá quá chuẩn các bạn ơi. Hả? Hay là chỗ này mọi người đánh bắt cá trái phép các bạn, cho nên là hiện tại bây giờ cá chết quá chung này các bạn ơi. Không ổn rồi, mọi người ở đây không biết bảo vệ môi trường. Mọi người thả thuốc xuống hồ để bắt cá, và hiện tại bây giờ cá đã chết rồi các bạn. Hello, xin chào anh trai nha. Ui cái gì vậy? Hả? Mình vừa đánh anh trai rồi hả? Thôi anh trai ơi, em xin lỗi anh trai nha. Tự dưng anh trai đang đứng. Mình tán nhẹ con cá thôi các bạn, anh trai đó ngã té sắp mặt xuống nước luôn. Được rồi, và bây giờ bé Tư của chúng ta sẽ làm highlight nha các bạn. Sau khi làm highlight xong thì mình sẽ đi tìm bò giúp bác nông dân nha. Nào mọi người ơi, mọi người né sang một bên đi mọi người. Mọi người cho bé Tư làm highlight nè. Wow, các bạn nhìn nè, kỹ năng bánh mì kẹp thịt của bé Tư nha. Hơi bị đỉnh đó các bạn. Chuẩn bị bay lên. Ui anh trai đó, anh trai ơi, anh trai làm cái gì vậy? Cái chỗ này là chỗ người ta làm highlight mà. Anh trai làm cái gì vậy anh trai? Chỗ người ta đang làm highlight tự dưng chạy ngang qua, không chịu chạy luôn đó các bạn. Đứng yên chỗ đó là mình đụng luôn mình té đó các bạn ơi. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ làm lại một màn highlight cuối cùng nha. Cho dù có được hay không được thì mình sẽ nghĩ làm highlight nha các bạn. Chứ làm highlight mà mọi người không cho mình làm, mọi người cứ trắng ở mình hoài à, như vậy khó chịu lắm các bạn ơi. Lần này mà không được luôn thì mình sẽ đi tìm bò giúp bác nông dân nha các bạn. Bay lên nè. Đó, ghê cho các bạn, ghê cho các bạn. Ui anh trai kia. Chạy xe ẩu ghê luôn á. Đây là cái xe tay ga của mình nha các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn kìa, nó chạy khá là ghê đó các bạn ơi.
Rồi chuẩn bị bán lên nè, bán lên nè, bán lên nè, bán lên nè. Đó, phải như vậy chứ. Hả cái gì vậy? Rồi luôn các bạn ơi, bé Tư chúng ta ngã đập mặt vào tường rồi. Chán ghê vậy. Làm highlight cái gì không biết nữa. Ngã đập mặt vào tường rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm bò giúp bác nông gia nha các bạn. Đây là các bạn ơi, mình đã đến nông trại của bác nông dân bị mất bò rồi. Bây giờ thì bé Tư chúng ta sẽ lái máy cày đi tìm bò nha. Ở trong đây đó các bạn, mà mình chạy chiếc tay ga của mình, như vậy thì sẽ không ổn đâu nha. Wendy Adam, bé Tư chúng ta sẽ lái máy cày đi tìm bò nha các bạn. Ơ cái gì vậy? Chỉ mượn máy cày thôi mà, có cần thiết là phải như vậy không? Đánh sao mà bể kiến luôn các bạn. Ui, bé Tư chúng ta khá là hổ báo nha. Các bạn nhìn kìa, cái đầu của mình á, bây giờ nó lại đổi màu rồi các bạn. Nào bác nông dân ơi, bác nông dân, bây giờ con sẽ giúp bác nông dân đi tìm bò nha. Mọi người thì hiện tại đang làm vườn nha các bạn. Ui, mình phải chạy ngay chỗ đường này nè các bạn, nó mới đúng. Mình chạy chỗ kia đó, là mình chạy như vậy là mình sẽ cán hết hoa màu của mọi người nha. Chạy như vậy nè các bạn mới đúng. Rồi xin chào mọi người nha, bé Tư đến đây. Bây giờ bé Tư sẽ giúp mọi người đi tìm bò. Ui, ủi sao banh luôn cái hàng rào của người ta là các bạn. À, cái đoạn này thì mình thấy có khá là nhiều những cái bụi cỏ này các bạn ơi. Có thể là mấy em bò sẽ đi lạc ở chỗ này nha. Nào chỗ này có không? Có khá là nhiều cỏ luôn các bạn. Hả? Ở đằng kia, mình thấy có thứ gì đó các bạn ơi. Ngay chỗ gốc cây đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bộ lại đó, mình kiểm tra nha. Nhưng mà phải từ từ thôi các bạn ơi. Thứ này có vẻ như là không phải là con người rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Nó màu trắng thì phải. Ghê quá các bạn ơi. Người của nó thì trông khá là ốm nha. Nó đang làm cái gì vậy ta? Nó cứ khom 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 xuống các bạn. Trong hình dáng của nó thì mình đoán chắc nó không phải là con người rồi các bạn ơi. Hả? Xung quanh nó mình thấy hình như là có 1, 2, 3, 4 em bò luôn các bạn. Đúng rồi các bạn. Đây chính là bốn con bò của bác nông dân bị mất tích nha. Còn đây là con quẹt gì đây? Mình biết rồi các bạn ơi. Đây chính là the man from the window. Người đàn ông phía bên ngoài cửa sổ đó các bạn. Người đàn ông này đang bắt cóc bốn con bò hả? Mà bốn con bò này mình nhìn nó có vẻ như là nó tèo rồi các bạn ơi. Nó nằm im một chỗ nè. Không xong rồi, không xong rồi. Bây giờ mình sẽ lẻn đi lại gần. Rồi sau đó mình sẽ chụp hình nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ gửi lại cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến đây và bắt người đàn ông phía bên ngoài cửa sổ. Mà các bạn nhìn nè, chỗ này á, mọi người qua lại phải nói khá là đông luôn các bạn ơi. Xe chạy qua chạy lại liên tục luôn á. Mà thanh niên này có vẻ như là không chú ý luôn các bạn ơi. Không lẽ là bây giờ ban ngày thanh niên này không nhìn thấy đường các bạn, cho nên á, là ở đây bắt cóc mấy em bò bình thường luôn kìa. Rồi bây giờ mình sẽ chụp hình nha. Lấy điện thoại ra. Nào từ 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 thôi từ từ thôi từ từ thôi từ từ thôi. Ơi mình bị vướng rồi các bạn ơi. Nào chỗ này chỗ này chỗ này. Phải như vậy đó các bạn. Cười lên đi. Người đàn ông phía bên ngoài cửa sổ. Thanh niên này cái mặt như vậy đó các bạn. Lúc nào cũng cười hết à. Rồi quay qua đây để mình làm tấm hình nè. Quay qua đây quay qua đây. Quay qua đây. Đó phải như vậy chứ. Quá đẹp luôn. Làm thêm tấm nữa nha. Anh trai người đàn ông phía bên ngoài cửa sổ. Để em chụp giúp anh trai thêm một tấm nữa nè. Dường như là thanh niên này ban ngày không có theo đường các bạn. Cặp mắt khá là sáng luôn các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Em sẽ chụp anh trai thêm một tấm nữa nè. Anh trai the man from the window. Người đàn ông phía bên ngoài cửa sổ. Cười lên đi anh ơi. Đó, phải như vậy chứ. Chất lượng hình ảnh phải nói khá tuyệt vời luôn các bạn. Full HD 1080 luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh thời tiết buổi tối cho các bạn xem nha. Thanh niên này theo mình biết hình như là buổi tối cặp mắt sẽ phát sáng nha các bạn. Đó các bạn nhìn kìa. Cặp mắt phát sáng luôn. Ơ mình quên, mình quên, mình quên, mình quên. Buổi tối đó thanh niên này cặp mắt phải nói khá là sáng nha các bạn. Cho nên á, là mình phải cẩn thận nha. Now, the man from the window. Hãy rời khỏi chỗ này nhanh lên. Ơ, thanh niên này. Mình đã đang biến như vậy nè các bạn. Mà không chú ý luôn. Này thì, the man from the window nè. Mình sẽ đánh cho thanh niên một trận nha. Đó. The man from the window nè. The man from the window nè. Có cả cái gậy bóng chày luôn các bạn. Lúc nãy á, thấy mình lại gần, tưởng đâu là mình không dám làm gì, cho nên là thanh niên này không dám tấn công mình nha. Còn bây giờ các bạn nhìn nè, thanh niên này có cả một cái gậy bóng chày nữa hả? Đánh luôn mới ghê chứ.
Nào, lại đây, này thì The man from the window, the man from the window nè. Ui các bạn ơi, ta có một cái thôi thanh niên này. Ngã té sắp mặt rồi các bạn. The man from the window hả? Dám đánh nhà với bé Tư đúng không? Ơ các bạn ơi, thanh niên này đánh mình sao? Mình đưa cái nón của mình ra ngoài rồi. Ui, muốn đánh nhà với mình hả? Không có dễ đâu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn súng điện cho lấy cái gậy bóng chày nè. The Man from the Window sẽ cùng với bé Tư tham gia giải boxing đấu làng. Một giải boxing đấu làng nhớ đời. Rồi, The Man from the Window nè, đánh mình đi. Ui các bạn ơi, thanh niên này á đánh khá là hay nha. Đánh hay hả? Đánh hay hả? Đánh hay đến mấy? Ui các bạn nhìn kìa, né y chang thật luôn. Bạn tưởng đâu chỉ có bạn biết né hả? Bé Tư của chúng ta cũng biết né nha. Đánh đào đó, đánh đào đó anh bạn ơi, đánh đào đó. Các bạn nhìn kìa. Hai thanh niên này á đánh nhau né qua né lại rồi knock out đủ thứ các kiểu chứ. Lại đây muốn đánh nhau với bé Tư đúng không? Không có giỡn với bé Tư được đâu nha. Bé Tư là hơi bị ghê đó. Ui các bạn ơi, thanh niên này đuổi theo mình rồi. Này thì dám ăn cắp bò của bác nông dân nè, dám ăn cắp bò của bác nông dân nè. Mình sẽ đánh cho một trận cho nhớ đời luôn. Ủa gì kỳ vậy? Các bạn nhìn kìa, tự nhiên mình lên sao rồi. Ơ là sao vậy ta? Nào, quên. Các vũ khí vô các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đánh với bàn tay không với The Man from the Window nha. Này thì The Man from the Window nè. Nhưng mà có vẻ thanh niên này khá là khỏe nha các bạn. Rồi, đánh nè, đánh nè. Dám ăn cắp bò hả? Dám ăn trộm bò hả? Dám ăn trộm bò hả? Biết tay với bé Tư nha, biết tay với bé Tư nha. Ui các bạn ơi, cảnh sát đến đây để bắt mình rồi. Ơ là sao vậy ta? Mình nhớ rõ ràng là mình giúp đỡ bác Đông Giang đi tìm bò mà. The Man from the Window đi trộm bò các bạn, cảnh sát không chịu bắt đâu. Cảnh sát cứ bắt mình không à. Thôi chạy. Này thì The Man from the Window hả? Đuổi theo mình đánh mình chứ gì, không có ổn đâu nha. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy trốn cảnh sát nha. Cảnh sát đuổi theo truy nã rồi các bạn. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào bác Đông Giang nha. Con trả là mấy cài đây? Ui các bạn ơi, người ta đang ngồi mình trả lời gần, mọi người hoảng sợ rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Mình đã tìm được bò cho bác Đông Giang rồi các bạn ơi, cho nên là bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà trước tiên mình phải trốn cảnh sát cái đã. Wow, xém chút xíu là cảnh sát tìm thấy mình rồi các bạn ơi. Không biết là The Man from the Window còn ở đây hay là không nữa. Hồi nãy thanh niên đó còn đuổi theo mình nha các bạn. Rồi bây giờ thanh niên đó đi đâu mất tiêu rồi ta? Hello The Man from the Window. À mình thấy đây các bạn. Này thì The Man from the Window hả? Bé Tư của chúng ta chạy xe Vespa đụng The Man from the Window luôn nha. Này thì The Man from the Window nè, The Man from the Window nè. Lại đây đi bạn ơi, bạn lại đây đi, chạy xe như vậy nè các bạn. Ui, đạp được luôn các bạn ơi, đạp luôn nha. The Man from the Window nè. Ui các bạn nhìn kìa, đã có một phát thôi, thanh niên này á ngã nhắc ra xa thật là xa nha. Nào, The Man from the Window với mình hả? The Man from the Window với mình hả? Bạn chạy đâu bạn? Đạp mỗi lần như vậy đấy các bạn, té chuối mỏ luôn mà vẫn không sợ nha. Vẫn đuổi theo mình đánh mình hả? Vẫn đuổi theo mình đánh mình hả? Nào, chạy lên. Này thì The Man from the Window hả? Cho xe ủi luôn các bạn. The Man from the Window nè. Ui, xem chút xíu nữa là xe ủi rồi các bạn ơi. Mà xe vẫn chưa ủi được nha. Đúng rồi, lại đây. Lại đây. Đó, cho xe đụng luôn. The Man from the Window nè. Mình đánh thanh niên này giống y chang như là mình đang đá bóng luôn các bạn. Đó, dính con lươn nha. Mà sao thanh niên này khỏe dữ vậy ta? Các bạn ơi, mình đánh từ nãy cho đến bây giờ thanh niên này hả không có sao luôn kìa. Ui các bạn. Đụng trúng xe luôn nè. Đó, xe chạy ngang qua cái mình đạp như vậy nè các bạn. Cho trúng xe luôn. Mà thanh niên này á có vẻ khá là trâu bò nha. Không sao hả? Ơ, xỉu chưa? Đó các bạn, phải như vậy chứ. Này thì The Man from the Window nè, dám ăn trộm bò bắt nông dân hả? Ơ, các bạn nhìn kìa, ở phía sau lưng mình hình như có mấy tên trộm thì phải. Cảnh sát đuổi theo truy nã rồi các bạn ơi. Mấy anh trai kia, đứng lại đó, nhanh lên đi.
hình như là mình có vũ khí thì phải. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bấm vào lốp xe để cho chiếc xe kia bị xì lốp nha. Cho khỏi chạy luôn, cảnh sát sẽ bắt mấy anh trai này lại. Ừ cái gì vậy? Coi như kìa, mình giúp đỡ cảnh sát, mình bắn xì lốp xe cho chiếc xe này khỏi chạy mà cảnh sát đuổi theo. Đụng mấy tư rồi các bạn ơi. Ơ cái gì vậy mấy anh trai? Ôi các bạn ơi, xe đụng mình phải nói khá là đau nha. Mình đã giúp đỡ cảnh sát, mình bắn thủng lốp xe mấy tên cướp các bạn. Mà cảnh sát không chỉ bắt cướp đâu, cảnh sát đuổi theo đụng mình mới ghê chứ. Khó hiểu thật sự luôn á. Rồi viết lại xe nè, viết lại xe nè. Cảnh sát ủi xe mình sao mà xe mình bị hư rồi các bạn. Còn mấy tên trộm kia nữa, bỏ chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Mấy anh ta cảnh sát này chán ghê luôn á. Mình đã giúp đỡ rồi mà không chịu bắt mấy tên cướp kia lại đâu. Ơi, có phải là chiếc xe này không? À không phải là các bạn ơi, nó chỉ giống màu như vậy thôi à, chứ không phải nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây, mình mua đồ đã các bạn. Đi vào đây mua đồ thôi các bạn ơi. À, chỗ này có bán cola này các bạn ơi. Lại bỏ cái nón ra ngoài rồi. Nào, mua cola. Không đủ tiền rồi các bạn ơi. Ơ, cái tiếng gì vậy ta? Mình vừa nghe, có cái tiếng gì ở ngoài đây thì phải. Cái tiếng gì nó cứ lập cọc liên tục luôn các bạn. Ừ, cái gì vậy? Bé Tư ơi, bé Tư, bé Tư ơi. Rồi khỏi xe đi, xe của người ta mà. Tự dưng, lên xe của người ta mới ghê chứ. Mình nghe có tiếng gì ở ngoài đây này các bạn. Ơ, có chuyện gì vậy? Dường như là ở ngoài đây xuất hiện một thứ gì là các bạn ơi. Hả, cái gì vậy? Mình nghe tiếng nổ các bạn. Mà sao mình không thấy ai hết vậy? Ơ, có chuyện gì vậy? Ui, The Man from the Window xuất hiện rồi các bạn. Và lần này hả, chạy cực kỳ nhanh luôn kìa. Ghê dữ vậy. Thanh niên kia mình tưởng đâu là đi bắn múa rồi chứ các bạn. Mà các bạn nhìn kìa, lần này á điên loạn lên, tấn công mọi người tùm lum tùm la luôn. Mình có vũ khí nè. Hả, các bạn nhìn kìa, lần này thanh niên kia máu màu xanh nha các bạn. Hả, The Man from the Window ghê dữ vậy. Nào, coi chừng nổ chiếc xe của mình, coi chừng nổ chiếc xe của mình. Đó, phải đánh như vậy này các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn kìa, cơ thể của mình. Hả, nào. The Man from the Window bây giờ được trang bị full cái vũ khí luôn các bạn, hơi bị ghê đó. Nhưng mà mình cũng đâu có vừa đâu. Bé Tư của chúng ta có khá là nhiều vũ khí nha. Đây rồi các bạn ơi. Này nha, The Man from the Window nè. Đó rồi ta. Thanh niên này biết tình hình nha các bạn. Đó, mình bắn quá nhiều các bạn nhìn kìa. Thanh niên đó đã chảy máu rồi các bạn. Nhưng mà lần này á, máu là màu xanh nha. Đâu rồi, The Man from the Window. The Man from the Window. Ui, cái gì vậy? Các bạn thấy không? Thanh niên này hả, biết cả tình hình nè. Rồi chạy, phải nói khá là nhanh nha. Hả, ghê dữ vậy. Đâu rồi, cảnh sát. Mấy anh cảnh sát ơi, lại đây giúp em với mấy anh trai ơi, lại đây giúp em với. Ủa các bạn ơi, thanh niên đó, à ở đây hả, này thì The Man from the Window nè. Mấy anh cảnh sát ơi, help me, cứu em với. The Man from the Window xuất hiện rồi. Đó các bạn ơi, thanh niên đó tấn công mọi người tùm lum tùm la à. Các bạn nhìn kìa, cảnh sát á thì đang tấn công thanh niên đó. Đó, các bạn nhìn kìa. Này thì The Man from the Window hả, đến lượt mình nha. Mình sẽ giúp đỡ luôn cả mấy anh cảnh sát các bạn. Mặc dù là mấy anh trai này hả, mình giúp đỡ xong lẫn chút nữa thế là cũng trì nã mình à. Nhưng mà thôi, mình sẽ giúp đỡ hết tất cả mọi người nha. The Man from the Window với mình nè. Ui các bạn ơi, thanh niên này đánh mình phải nói khá là đau nha. Nào, The Man from the Window ơi, chờ mình một chút nha bạn. Bạn đâu rồi? Khẩu súng này có vẻ khá liễu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sử dụng súng máy luôn nha. Đó, bé Tư sử dụng súng máy này các bạn. Đâu rồi ta? Thanh niên đó tàn hình liên tục luôn các bạn ơi. Ôi, mình không thấy nè. À, thấy rồi các bạn, thấy rồi. The Man from the Window nè, The Man from the Window nè. Mình bắn như vậy nè các bạn, khẩu súng này nè, chịu mới nổi nha. Đó, bạn thấy không, thanh niên này á, bay cao rồi tấn công mọi người tùm lum tùm la luôn. The Man, ui, nhanh quá các bạn ơi. Ơ, hình như là mình nằm xuống mình xỉu luôn rồi các bạn. Mình ngồi dậy không được rồi. Có ai không giúp mình với? Rồi các bạn, thanh niên đó thì hiện tại bây giờ vẫn đang liên tục tấn công mình nha. Nào, ngồi dậy. Đúng rồi, mấy anh cảnh sát ơi, tiêu diệt thanh niên nó đi. À, mình quên chứ các bạn, mình có quả bom này mà. Lại đây, The Man from the Window ơi, lại đây bạn.
Bạn đâu rồi? Bạn ơi, bạn lại đây đi. Bạn lại đây đi. Mình sẽ bơi như vậy này các bạn. Nào, the man from the window. Cứ lại đây, cứ lại đây, cứ lại đây, cứ lại đây. Đặt bơi như vậy này các bạn. Sau khi lại gần thì mình sẽ kích nổ nha. Bơm khá là nhiều này các bạn ơi. The man from the window hả? Mình không thấy luôn các bạn. Ôi thanh niên kia chạy tùm lum tùm la à. Mà còn tàng hình nữa chứ. Tàng hình trong mấy bụi cây như vậy nè các bạn. Là mình không thấy đồ mình bắn luôn á. Đâu rồi, những quả bom của mình á thì đang ở đây nha. Thanh niên kia đâu rồi tao? Ui, mình vừa thấy được cảnh sát. Giang lên sao thật là sao luôn các bạn. Đúng rồi, the man from the window. Mình chịu khóm một quan sát nha các bạn. Nào 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 nào, lại đây đi, 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 lại đây đi. Mình chịu khóm một quan sát nha các bạn. Chứ thanh niên này á, tàng hình phải nói đúng khó chịu luôn á. Đây chính là những quả bom này các bạn. Còn the man from the window nữa, đứng ở đâu vậy ta? Thanh niên này tàng hình liên tục luôn các bạn ơi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình nhìn thấy cái vết máu các bạn. Ui, nổ cái trực thăng luôn kìa các bạn. Ghê chưa các bạn. Rồi, 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 lại đây, lại đây, lại đây. Đúng rồi, lại đây đi, lại đây đi, lại đây đi. Hả, thanh niên này có vẻ thông minh vậy ta. Biết mình gầy bom luôn các bạn ơi. Nào, 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 lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Đó, 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 ui. Hụt rồi các bạn ơi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Mình gài bơm, nhưng mà bị hụt nha. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta. Hả? Mình teleport lại đây luôn rồi các bạn. Chán thực sự luôn á, cái đoạn đó bị hụt rồi các bạn. Chứ nếu như mà không hụt á hả, thanh niên đó cũng đi bắn muối rồi các bạn ơi. Nào, ném bơm nè, mấy anh cảnh sát ơi, đừng mà mấy anh trai. Để em đặt bơm với, đừng có bắn những quả bơm nha. Mấy anh trai mà bắn những quả bom như vậy á là nhiệm vụ này sẽ thất bại đó mấy anh trai. Em thì em đang giúp đỡ mấy anh trai thu hút the man from the window đi ra đây nè. Ôi các bạn nhìn kìa, mấy anh trai cảnh sát bị treo lơ lửng luôn các bạn. Đâu rồi ta? The man from the window nè hả, the man from the window nè hả. Lại đây đi, lại đây đi. Đây các bạn ơi, cái bãi bom của mình nè. Đâu rồi ta? À mình thấy là các bạn ơi. Nào, the man from the window, lại đây đi bạn, lại đây đi bạn. Mình đứng đây mình chờ bạn nè. Bạn ơi, bạn lại đây đi. Thanh niên này muốn tiêu diệt khá là vất vả các bạn ơi. Được không, được không, được không, được không. Ui, xém được rồi các bạn. Và đây sẽ là lần cuối cùng nha. Không tiêu diệt được thanh niên này thì mình sẽ kết thúc video luôn các bạn. Rồi, lần cuối cùng nè. Lần cuối cùng nè, mình sẽ đứng ở đây luôn các bạn ơi. Mình sẽ đứng ở đây luôn nha. Đó, đứng trực tiếp ở chỗ này luôn các bạn. Nào, mấy anh là cảnh sát ơi, đừng có bắn em nữa mà. Khó chịu ghê cho các bạn, cảnh sát cứ bắn mình hoài à. Mình sợ á là bắn trúng những quả bom của mình á thì những quả bom của mình nó sẽ nổ thôi. Nào, đặt bom, đặt bom, đúng rồi. The man from the window ơi, mình ở đây nè bạn. Đâu rồi, the man from the window ơi. Khó chịu ghê cho các bạn. Lại đây đi, lại đây đi. Mình phải quan sát lại các bạn ơi. À thế rồi, nằm ở hướng này nè các bạn. Khó quan sát cực kỳ luôn á. Nào mấy anh trai ơi. Ơ rồi còn anh trai này, đang làm gì đây? Ui các bạn nhìn nè, mấy anh cảnh sát đang giúp đỡ đồng đội à. Ghê chứ vậy. Nào, the man from the window đâu rồi ta? Thanh niên này lúc ẩn lúc hiện. Mình không biết là thanh niên này đang ở đâu luôn các bạn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. The man from the window ơi, mình ở đây mà. Những quả bom mình đặt ở đây mình chờ sẵn các bạn. Mà thanh niên này đi đứng nhảy nhót liên tục luôn. Mình không tìm được hướng này các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Hả? Thanh niên đó đứng yên rồi các bạn ơi. Được rồi, đứng yên hả. Mình có barret đây, mình có barret đây. Headshot nè, được đó các bạn. Headshot nè. Ui, thanh niên đó bỏ chạy rồi các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lại đi đi, lại đi, lại đi. Mình bắn thanh niên đó, thanh niên đó đau rồi các bạn. Thanh niên đó đau rồi. Nào, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Mình bắn hai phát ngay đầu luôn các bạn ơi. Headshot nha. Đâu rồi? Đúng rồi bạn ơi, lại đây đi bạn. Bạn lại đây đi, mình nè, 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 mình nè. Mình ở đây nè bạn, mình ở đây nè. Đúng rồi. Mình đang bắn bạn nè bạn ơi, bạn chạy ra đây đi. Ơ thanh niên này khó chịu như vậy. Chạy tùm lum tùm la các bạn ơi. Ui. Rồi còn cả tàng hình nữa chứ. Đúng rồi bạn, mình ở đây nè, mình ở đây nè, mình ở đây. Đây, đâu, 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 đâu. Ha. Không sao luôn các bạn. Hay như vậy. Thôi thôi thôi, nhìn kìa. Trên người mình hiện tại bây giờ á, dính những món vũ khí của The Man from the Window khá là nhiều luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Ơ chiếc xe của mình đâu rồi? Chiếc xe của mình đâu rồi ta? Không lẽ là chiếc xe của mình bị nổ rồi? Ơ, hồi nãy mình nhớ là rõ ràng mình để ra đó ở đây mà. Đã mất tiêu rồi ta?
Mình đúng nhanh quên luôn các bạn ơi. Mình nhớ hồi nãy là hình như chiếc xe mình để ở đây, xong rồi sau đó mình chạy lại đây. Rồi bây giờ chiếc xe của mình ở đâu mình cũng không nhớ luôn. Ơ kỳ vậy, chiếc xe của mình đâu rồi? Chán thật sự luôn các bạn ơi. Không lẽ là mọi người trong chiếc xe của mình mất tiêu rồi chứ? Mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Chứ các bạn thấy không, thanh niên The Man from the Window á, phải nói khá là khỏe nha. Mình đặt bom nè, mình sử dụng vũ khí hạng nặng nè, mình đã cố gắng tiêu diệt, nhưng mà có vẻ là mình không phải là đối thủ của The Man from the Window rồi các bạn ơi. Chiếc xe của mình, à đây là các bạn. May quá, chiếc xe của mình ở đây. Thôi, mình rời khỏi đây nha. Tạm biệt bạn nha, The Man from the Window. Hôm nào đó, bé Tư của chúng ta sẽ quay trở lại đây, và mình sẽ gặp lại The Man from the Window nha các bạn. Chứ bây giờ như vậy là không ổn rồi. Đó các bạn nhìn kìa, người của mình hả, vũ khí ghim vào nhìn đúng ghê luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rời khỏi đây, mình sẽ đi nâng cấp vũ khí của mình nha. Sau khi nâng cấp vũ khí của mình xong thì bé Tư, Wendy, Adam của chúng ta sẽ quay trở lại đó và tiếp tục chiến đấu với The Man from the Window nha các bạn. Rồi và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình tới đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.